Thì từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ đêm tôi suy nghĩ rất kỹ và tôi quyết định trì chú Đại Bi. Đúng 12 giờ đêm tôi lên bàn ông Thiên, tôi thắp 3 cái nhang và tôi giái Đức Bạch Y Quang tới Bồ Tát là tôi xin trì 12.000 bản chú Đại Bi để cho mẹ tôi hết bệnh. Thì hết sức là mầu nhiệm, tôi nói thật rất là mầu nhiệm, là bắt đầu ngày hôm sau tôi không phải mua một gói thuốc nào cả nữa cả. Và mẹ tôi ăn uống bình thường, đi lại mạnh khỏe bình thường. Và cái bệnh loét bao tử cho đến ngày nay là 33 năm đúng, không hề tái phát. Đó là cái điều đầu tiên mà tôi trì chú Đại Bi, đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến một cái sự mầu nhiệm linh ứng của trời Phật như vậy. Cái điều linh ứng số 2 là vào năm 1980. Năm đó tôi học năm thứ tư đại học. Thì đêm đó là tôi vào bệnh viện Sài Gòn để thăm ba tôi. Gia đình đã đưa ba tôi vào một tuần rồi, bị tiểu ra máu. Mà khi tôi vào đó thì tôi thấy ba tôi thoi thóp, cái sức khỏe suy kiệt như vậy. Tôi nói thôi kiểu này là chết rồi. Mà trong khi hỏi bác sĩ không tìm ra bệnh. Tôi nói thôi ba tôi chắc chết rồi. Đúng 12 giờ đêm đó, tôi bước ra hành lang bệnh viện Sài Gòn. Tôi cầu với Đức Bạch Y Quang Thái Bồ Tát, tôi xin trì 12.000 bản chú Đại Bi cho ba tôi hết bệnh. Và tôi trì ngay tại chỗ 100 bản. Thì hết sức là mầu nhiệm, sáng hôm sau đó là ba tôi nói, giờ ba hết bệnh rồi con ơi, ba hết bệnh rồi. Ba hồi đêm rồi đó, ba nằm mộng đó, ba thấy hai người thanh niên đó vô là rút cho ba, ngồi ở đầu giường đấy nè, rút cho ba từng cái kim xét một, từng cây một, còn nói với ba đó, ông à, ông bị người ta thư đấy nha, ông thư mấy chục năm rồi đó nha, từng cây kim một, tổng cộng là 8 cây kim xét. Mà ba tôi mạnh khỏe bình thường, ba tôi xin xuất viện. Thì lúc đó bác sĩ cũng đo đạc đàng hoàng, cũng ông này mạnh khỏe không có gì cả, cũng không hiểu bệnh gì, mà giờ ông hết bệnh rồi, ông xin xuất viện, thì cho xuất viện. Đó, thì tôi nói thật là mầu nhiệm linh ứng vô cùng. Đó là ba tôi bị người ta thư 8 cây kim xét đó. Cái điều mầu nhiệm linh ứng thứ ba là năm 1998. Năm đó là mẹ tôi bị loãng xương. Tôi cũng xin giải thích thêm giúp quý Phật tử, loãng xương tức là cái xương của mình đó, thì cái canxi đó nó đi ra ngoài hết, thì nó chỉ còn cái vỏ thôi chứ không còn cái thành xương nữa. Thì quý Phật tử chặt cái tay một cái rồi cũng gãy nữa, mà đau nhất bởi vì nó bọc thủy cơ mà, đau nhất chưa từng thấy. Cái bệnh loãng xương đau nhất, đau đớn chưa từng thấy. Thì mẹ tôi cứ tái đi tái lại cái bệnh này là 3 tháng một lần. Mà cứ mỗi lần tái như vậy đó là đau đớn kéo dài 1 tháng. Mà chích uống thuốc Tây, thuốc Bắc vô tối đa luôn. Thì qua 1 tháng đó thì lành bệnh được 2 tháng, tức là nó không đau 2 tháng nữa. Thì tới tháng thứ tư tiếp tục cứ 3 tháng một lần như vậy nè. Thì có một đêm đó là mẹ tôi gọi là rên la thảm thiết đó. Đau đớn mà rên la thảm thiết. Thì bây giờ tôi cũng làm hết cách rồi, đi bác sĩ cũng cho uống như vậy. Hồi trước giờ như vậy tôi ngồi thức đêm mà tôi sắc thuốc bắc cho mẹ, cho uống luôn cũng không hết. Tôi chạy vô tôi hỏi ông anh tôi, anh ba, bây giờ rên la thảm thiết vậy, em có cảm tưởng như là má đó bị âm phủ treo cái giò lên vậy đó. Ông anh tôi ông nghe nói thì ông cũng lắc đầu, nói tao chịu thôi. Tôi mới quay ngược trở ra chỗ mẹ tôi nằm vậy đó, mẹ tôi tiếp tục rên la như vậy đó. Thì tôi mới đứng đó, tôi giái Đức Bạch Y Quang Thế Bồ Tát, bây giờ con xin trị 12.000 bản chú Đại Bi, Đức Bạch Y cho mẹ con hết bệnh. Tôi nói thiệt, sau khi tôi giái xong một cái thì rất là mầu nhiệm là không đầy 5 phút mẹ tôi ngủ ngon luôn, ngủ ngon lành luôn, hết đau nhức, hết rên la tới sáng luôn. Tới sáng rồi sao? Tôi theo dõi nguyên ngày hôm sau bắt đầu ăn uống được, đi đứng được. Rồi hết đau luôn. Hết đau. Tôi tiếp tục theo dõi mẹ tôi đến 3 tháng. Bởi vì 3 tháng là tái lại. Thì đến 3 tháng cũng bình thường, không hề đau đớn, đau nhức gì nữa cả. Ăn uống bình thường, đi đứng sức khỏe mạnh trở lại bình thường. Rồi sau này tôi có chở mẹ tôi đi chụp lại X-quang. Thì bác sĩ chụp lại X-quang và vẫn chẩn đoán X-quang đó là mẹ tôi vẫn tiếp tục loãng xương. Mà trong khi không hề đau nhức đau đớn gì nữa đó. Cái sự nhiệm màu thứ tư là lần này là cho bản thân của tôi đây. Cuối năm 2007 vừa qua đó, tình cờ một lần tiểu. Tôi tiểu thì tôi xối rửa rất sạch.
Sau đó một tiếng đồng hồ tôi ra tôi